Ngày 27 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Long Xuyên tổ chức lễ tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà đại đoàn kết tại khu dân cư đại đoàn kết khóm Thới An A, phường Mỹ Thạnh. Đồng chí Đặng Thị Hoa Rây, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên đã đến dự. Khu dân cư đại đoàn kết khóm Thới An A, phường Mỹ Thạnh có tổng diện tích 1.285 m², bố trí 29 căn nhà, mỗi căn có diện tích 36 m². Hiện địa phương đã cất và hoàn thành đưa vào sử dụng 7 căn nhà, còn lại 22 căn. Tại buổi lễ, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tấn Thắng chi nhánh An Giang đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí cất mới 10 căn nhà đại đoàn kết cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Long Xuyên với tổng số tiền 500 triệu đồng để hỗ trợ phường Mỹ Thạnh xây dựng các căn nhà đại đoàn kết cho những hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn phường tại khu vực dân cư đại đoàn kết khóm Thới An A. Việc tiếp nhận kinh phí xây dựng 10 căn nhà đại đoàn kết từ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tấn Thắng chi nhánh An Giang giúp thành phố Long Xuyên có thêm nguồn kinh phí hỗ trợ các hộ nghèo khó khăn về nhà ở, có được một căn nhà đại đoàn kết khang trang ấm cúng, từng bước vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.